Xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với những nội dung trên kênh của mình nhá. Hôm nay lại tiếp tục ba anh em có mặt ở suối đây. Hôm nay là sẽ bắt cá là gọi là độc lạ một chút các bạn ạ. Mọi thứ đồ của làm ba anh em mình đã chuẩn bị hết ở đây rồi các bạn ạ. Ba anh em vừa rồi đồng hành cùng với nhau là đi đánh cá đấy, đánh câu ấy, được con ba ba. Nói chung là ba anh em đi cùng với nhau rất là đỏ luôn. Hôm nay lại tiếp tục đồng hành với nhau đi là bẫy cá các bạn ạ. Hy vọng là hôm nay là sẽ là được nhiều cá nhá. Đi bẫy cá gọi là tó tỏm đấy các bạn ạ, như ở trên mình gọi là những cái này gọi là cái tỏm này. Vừa rồi thì mình với Đô với Hậu là cũng lên trên bản liền trên Bắc Hà đấy. Mọi người là cũng bắt cái kiểu như thế này các bạn ạ. Cái này ở dưới mình thì cũng bắt như thế nhá. Bắt là cái loại cá mương đấy. Đó, để làm thế này. Bằng những cái rổ như này các bạn ạ, xong rồi cái màn nó như thế này. Thế thôi. Một tí nó rộng dần ra đấy. Xong là cho đồ thức ăn vào bên trong này, cá nó vào trong chỉ lấy thôi. Vừa rồi lên trên ở trên bản liền các bạn mọi người thì là cho cá mắm, cá khô đấy. Hôm nay mình cũng sẽ là cho cá khô. Với lại là ngoài ra mình kèm theo sau là thêm là một để ít cám vào nữa. Cho nó cá nó vào nhiều nhé, có mùi tanh với lại có cá mà ăn là nó vào. Ngoài ra thì còn có một cái loại mồi nữa, đó là những cái con nhái hay con ngoé đấy các bạn, ở theo những cái bờ suối như thế này này. Mình lấy về mình sẽ là bắt ra xong đập dầm nát trộn cùng với cái cá mà cho vào nữa là cá nó vào các bạn. Cứ cái con gì là có liên quan tới mùi tanh là cá này nó vào. Cái dòng này là cá mương, cá sảm, cái con cá mồm rộng này các bạn là cực kỳ là rất là háo ăn. Chỉ cần là có cái mùi tanh thôi là sẽ là vào ăn. Đó. Mỗi con suối cũng khá là quen thuộc, anh em hay đi câu ở đây. Nhưng là bắt là cho cái loại này các bạn ạ. Bắt cá này thì chủ yếu là được những con bé, không được con to mấy đâu. Sẽ như này sẽ đi đào xong là những cái lố đấy, xong là cho vào. Đây, cá khô. Đúng rồi, cái này cho ít nước không đâu mà cho vào, nắm vào để nó vào các bạn ạ. Cái suối vừa rồi mưa lũ qua phát các bạn nhìn nước trong veo sướng thích lắm. Mình đi mình cầm kèm vào sau một cái cần câu của mình nữa, một chút nữa để mình còn câu nữa các bạn. Đây thì thường sẽ là làm cái này thì sẽ là được là cá bé thôi, còn phải đi làm câu cơ mới được cá to. Đi tìm cái chỗ nào nước nó chảy nó phải là được siết quá các bạn nhé, nó hơi thôi cá nó vào vệ ác. Cái này siết quá không? Cái chỗ như này thì nó sẽ là những cái con siết như này thì sẽ là được cái con cá to hơn. Ba anh em mình, Hùng, Trường. Không biết là ở trên Tây Bắc, Đông Bắc, những nơi mà mọi người thì có con suối như thế này, không biết mọi người có là hay đánh bắt là những con cá mương, cá sảm, cá mồm rộng này có giống như anh em của mình không? Một cái đặt trên này. Cá to này. Nhiều cá to lắm đây. Xong đầu lấy hai cái viên đá to để hai góc bên cạnh này vào. Xong là sẽ là lấy cái thế thôi hai chữ thế thôi mà. Xong là vùi bên cạnh, không có là những cái con cá nó chui theo mấy cái lỗ này nó vào bên cạnh nó đợi là cái cám ra nó ăn đấy các bạn, thế phải vùi thật kỹ vào đấy. Không để cho cái lỗ
rất là đơn giản thôi mà các bạn, cái này xong là cho đồ cám vào nữa, xong đầu là như này, xong là đợi thôi một lúc tí nữa là cá vào là chỉ có tay rồi úp cái lỗ của cái kia là nhấc phát lên thôi. Ok, cái đầu tiên rồi, mọi người đợi thành quả nhá. Còn là cái tiếp sẽ đánh bên dưới này. Cái nữa sẽ mang xuống bên dưới này. Đi là tách nhau ra các bạn. Đó, suối nước trong này có chú thì ra tắm ở suối như này này. Chắc vừa đi làm ruộng rồi các bạn. Vâng, bây giờ bọn cháu mới xuống thôi ạ. Đây này, cái chỗ bên này này, đó làm phát bên kia là cái này hợp lý đấy. Rồi rồi, tí đây bữa hay rồi, phum. Bên này này, rồi. Nổ, u chạy nhiều lắm kìa. Hàng đàn rồi. Đặt đâu đặt. Này đá to, cái kia to đấy, làm mà cũng mệt phết đấy. Ở bên dưới này mình có nghe thấy là cái tiếng máy kêu các bạn, là cái máy bơm, máy hút nước. Chắc là nghĩ trên này chứ vẫn còn đang làm ruộng như này các bạn, không thiếu nước ấy. Mọi người sẽ cho máy xuống này để bơm lên. Chắc được rồi đấy. Lá này phải chịu khó các bạn, cái này xong là để tầm khoảng 15 tới 20 phút xong là mình lúc đấy sẽ đi nhấc. Đây đá đệm đàng hoàng, không có là nó sẽ trôi gì đấy. Né thôi. Nước trong vắt luôn. Sạch cái màn dưới này. Sạch chứ. Để nó đỡ được phải tan ác ấy. Đợi thành quả thôi. Rồi, cái này chỉ đợi thành quả thôi nhá. Bây giờ lên trên thì gọi nói chuyện tán gấu thoải mái, đợi tí là chỉ nhấc lấy thôi. Rất là đơn giản.
kiêm luôn cả cái món này nữa trong lúc chờ đợi. Đam mê. Ui ui, to thế. Cái đài này là ổn đấy. Hai con. Cái này anh em mình là chuẩn bị các thứ đồ hết các bạn nha. Một tí là xong là anh em mình sẽ là nấu cơm ăn là tại chỗ này luôn. Giống như kiểu anh em mà đi picnic luôn đấy. Tí xong đi trên kia đây có cái chỗ mà nó râm râm nó mát đấy. Anh em sẽ nấu cơm ăn tại đấy luôn nhá. Còn bây giờ là trước tiên là kiếm mồi đã. Con thứ ba các bạn. Như vậy. Đây bắt đầu giờ vào cái đầu tiên nhé. Đó, xem nào. Đợi một lúc rồi các bạn ạ. Mấy con thua không? Úi. Ái da. Úi giời ơi, nhiều lắm. Úi giời ơi, nhiều lắm các bạn ạ. Phát này không biết được bao nhiêu con. Có đếm không anh? Cứ đếm xem nào, phát đầu tiên xem được bao nhiêu con. 2 này. Nhưng không được to bằng cả 5 này. Không được to bằng cái câu thôi các bạn. 7 này. Đấy, úi dồi ôi, như này này. Lên nhanh lắm. Cái này làm mấy phát thôi. 9. Hôm nay chủ con 21 con 8 22 con 20 này. 23 con 23 con, ai sao các bạn. Một phát này thấy cái giỏ lên thấy như này rồi thì tôi nhận lên phát trên kia xem nữa nhỉ. 23 con các bạn. Rồi thì lên trên kia xem nó lại chuyển xuống dưới này. 23 con một phát. Đấy. Được đấy. Rồi, chuyển lên trên. Tiếp cái thứ hai. 23 con phát này, hy vọng phát này sẽ nhiều hơn các bạn ạ. Phát này có vẻ con thua đúng không? Con thua. Ít hơn, phát dưới đấy. Nó tùy theo chỗ nha, chỗ nó ở nhiều ít. À này được toàn à. Ít nhưng con to. Cá đực. Và sả vẹt. Cá đực. Ba con vẹt. Khung tắc vừa nãy không nặn mồi hay sao? Không, nó... cá mắm nặn làm gì đi nào. Phải nặn nhớ. Nặn vào không có là nó bở nhanh ấy, nó ăn nhanh lắm. Phát này con thua mày nhỉ. Con thua mày. Thôi khá phát kia bù lại. Ô như này nó gọi là đủ. Đủ ăn thì còn cái gì nữa. Đi.
Đây các bạn mình zoom từ xa xa này theo. Bầu nhiều giá ma luôn đấy. Úi, toàn cá không nhỉ? Nhiều giá ma này. Nó có vào à? Cái này. Ô, nhiều giá ma này. Phát này không ok nữa, không biết phát nào ok nữa các bạn ạ. Bầu nhiều lắm, phát này mà không ok nữa thì không biết phát nào ok nữa nhỉ. Bảo ok luôn này. Đấy. Bảo ok luôn. Biết mà phát này thấy luôn. Bảo ok luôn, hay ạ. Thôi để em đổ. Em đổ ra đi, em đổ ra. Toàn cá đỏ không cái này. Để em đổ ra đi. Toàn xả về các bạn ạ. Đấy. Úi dồi. Cái này rìa mồi nhanh lắm. Đấy, cái này không nhanh là đấy hết sạch mùi luôn đúng không? Chưa. Ú, còn nhiều lắm. Đếm xem nào bạn. Ú, phát này thôi đủ ăn rồi, con này còn 4, 5, toàn cá tô. 6, cá xuống dưới 7, còn nhiều cá anh. Trên không có cá. 8, 9, 10, 11. Ôi, 6, 18. 20, 22, 24, 26, 30 mấy con. 28, 30, 32, 34, 36, 38. Phát 38 con rồi. Ôi dồi ôi, phát này giỏi sắp đầy có cái gì nữa. Chá man thật. Ui dồi. Chá man thật. Hồi lên. Không, làm chỗ này phát nữa. Còn làm một phát nữa thì vẫn còn nhiều lắm. Làm phát nữa. Làm phát nữa nhỉ. Quên không lấy ấy mồi. Phải làm một phát nữa các bạn ạ, đây nữa. Làm phát nữa. Càng xuống dưới càng nhiều cá đấy. Hồi nó không ăn nó đâu, nó vào hết cái chỗ này, cái này bắt hết rồi. Ừ. 38 con này. 38 con mà không phải con bé đâu nhé, toàn con to này. Toàn xả về cái này. Thích thật. Lần ngày câu đấy. Cái chỗ này là nhiều quá các bạn, bây giờ phải làm lại chỗ này phát nữa. Hay là lên trên này một tí nữa, lên đoạn trên này này. Ô, làm chỗ này đi. Nó vẫn về bâu thôi mà, được có phải về đào. Có đào chứ. Nó đào nó đỡ hơn đấy. Đỡ phải đau đầu, cái máy kêu đau đầu quá. Lấy công nghệ là lấy khoai lang ấy. Ở đây để cho nó đỡ rỉa. Rỉa đỡ ăn. Cái này nếu nó vào đông cái này phải là nhanh đấy, không có để lâu là nó ăn hết mùi rồi. Không, cái này nó nát đấy. Không phải như hôm qua con mít của ấy nát được. Nát thì cái đá gì hết rồi. Không, đừng có này. Đây, đá đây này. Để tạm. Sướng thật, làm một phát bằng để câu giật 38 phát đấy. Không, làm gì 38 phát, gần 40 phát đấy. Mình giật con xịt mà. Đây con xịt nhiều, 38 con thì đơn giản à. Có người thì làm phát là câu cả buổi sáng chứ chắc có được 38 con đấy. Cái chỉ làm đúng một phát thôi, sợ thật. Phát này chất lượng thật. Đấy, bảo làm cái to cái sâu này cá nó vào nhiều là hợp lý đấy. Lần sau phải làm cái to nữa. Đây đây đây. Đây. Một cá rồi, hôm nay. Có. Lên đi. Lại đợi kết quả thôi. Coi bây giờ lên trên kia xem cá trên kia làm như thế nào. Phát thứ hai các bạn cũng thấy về là bầu nhiều lắm.
mà phát như thế nữa là ok đấy. Quay ui dồi. Quay ít các bạn. Phát nào phát đấy này. Ấy phát này cũng là gọi, ngồng phát này ít hơn phát trước một tí nhưng là cũng gọi là căng đấy. Hai. Ba. Toàn cá to nhỉ. 19 con đồng thật. Thế làm phát nữa. Thế còn bầu nhiều lắm. Đúng, cứ làm phát nữa. Làm phát nữa. Một hai phát nữa. Sao còn có nhiều mà. Chỗ này cá đang bầu mà. Dồn hết lên trên này thảo nào câu không thấy ăn nữa các bạn. Cái này nó nhẹ hơn. Hơn làm phát rồi. Làm phát thứ ba nữa. Nhiều quá mê quá, việc không ai câu cá nữa. Mình thôi cũng chả câu cá nữa các bạn. Như này thấy nó thích rồi. Câu kéo từ khi nãy không thấy con nào ăn luôn đấy chứ. Chán luôn. Cái mồi tan nhanh các bạn, vì thế là phải là nhanh thôi, làm nhanh thôi. Sợ là để lâu quá nó ăn no nó chạy đi hết đấy. Đợi một lúc nữa xem nào. Nhiều đúng không? Ôi dồi ôi, con to đấy, khi nãy vừa rõ ràng vừa nhìn thấy một con to vào rồi mà đấy. Ôi, vừa mới đạt thôi nhỉ đấy. Càng xuống thế này càng nhiều cá. Ôi, cá to không, không phải hôm nay em không đỏ đâu mà không có cá. Cá nhiều luôn. Ê, càng xuống thế này càng có vẻ càng đấy. Hôm nay thì cá gọi là ăn tí tã rồi các bạn, chỉ cần một phát như thế này thôi là hai anh em đủ ăn rồi. Hết rồi này, toàn con to nhỉ. Bao nhiêu con đấy bạn? Gọi là mười mấy hai chục con đấy. Gần ba chục con đấy. Ê, ảnh nào, mười mấy hai chục con. Càng nhỉ. Gần ba chục đấy. Cái này vừa mới đạt một tí thôi nhỉ. Mùi này nó thế thôi. Chắc phải làm phát nữa nhỉ. Làm phát nữa nhỉ. Mấy chỗ này nhiều cá. Đỡ phải đào nhiều các bạn ạ. Wow. Mua nghĩ món đi, nghĩ món dần vừa. Cái này một tí là chỉ có mang đi làm gì nướng đâu với. Còn nấu canh nữa thôi. Ăn không hết thì để tối mang về thôi. Ít thôi, là gọi là ăn. Ăn trưa thôi. Ăn chơi thôi nhờ. Ăn chơi thôi. Từ từ ra nhé. Được ý rồi. Ôi nhiều quá rồi, chắc là nó hết rồi. Đợt này sẽ được chục con. Ê, con cũng được rồi. Ba phát thì bắt ở đây xem nào. Không phải, tại anh đi ba phát bắt mấy chục con rồi. Tại anh thu hơi đen lắm. Không, phát thứ ba rồi, nó phải phát chứ. Thôi lấy ở đây được 6-70 con đấy, phải ít đâu. Thế thôi còn gì nữa. Thôi xuống dưới đi lại. Cái đoạn này bây giờ nó ăn nhiều, nó quen, nó khôn rồi. Quen rồi. Bắt hết rồi, mấy chục con đây còn. Quen. Bây giờ chuyển xuống dưới thôi. Đến nước uống đây. Đơn giản. Cậu mày tới rồi. Tại chính à? Cậu mày tới rồi, không. Mày này nó... Mẹ này chắc được ít hơn. Mẹ được ít như là cá to không nhỉ? Ô, mẹ ít. Ôi, mỗi lần như mẹ như này thì quá cái ghê gớm rồi. Hai. Chục con. Bốn. Thôi phát, kiểu gì phát đầu tiên này cũng nhiều nhất. Tám. Ô, vừa gìn. Mười con. Nhưng mà vẫn còn cá to nhiều lắm. Càng ngày càng vào, càng ngày càng lên. Xuống dưới làm
vài phát nữa chắc kiểu gì cái này cũng đầy rồi. Lấy cái túi mồi đây. Phát 10 con. 10 phát 100 con. Không. Phát cái này là 3, 2 3 chục đấy. Phát cái này là 36 con không thấy à? Mỗi lần cũng được như này là cũng ổn rồi. Cũng gọi không đến nỗi tệ. Được cá to phết đây. Ừ. Thế mới phát làm cái này thôi. Gọi là ok rồi. Mười mấy con. Đấy. Được cá không bác? Mệt phết đấy, không phải là đơn giản đâu các bạn. Tôi cố gắng kiếm làm một mẻ hai mẻ nữa đầy cái giỏ này xong là thôi thôi. Cái giỏ mà đơn giản nó nhiều lắm, phải hết đầy cái giỏ này phải hơn 2 cân. Đợi nhá. Đằng sau nó nháp ấy. Ăn quen rồi không ăn. Đâu xem nào. Thử xem thành quả phát cho nào uống rồi. Dư 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 rồi. Ôi giời. Đã đặc sản. Thành quả có to không? Thành quả đây các bạn ạ, nhiều 2 cân chắc chắn rồi. Đây. Thôi bây giờ anh em sẽ di chuyển về các bạn nhé. Tính bảo anh em là mang đồ đi là nấu cơm ăn ở tại bờ suối luôn luôn các bạn. Nhưng tầm giờ này thì nó nóng quá, không có chỗ nào để nấu luôn đấy. Thôi với lại là cũng muộn nữa, anh em thì cũng mệt bảo đói nữa, bảo thôi sẽ là mang về nhà thôi, để tối nay là chế biến ăn. Vậy là cũng nghe cũng hợp lý các bạn ạ. Thôi nhá, thì chắc là ba anh em mình sẽ là di chuyển về nhà nhá. Về nhà để về nhà ăn cơm trưa xong rồi nghỉ ngơi để chiều tối làm. Ui, cá quá kinh khủng luôn. Ê, mang lên trên này. Đây này. Thấy chưa các bạn? Có đếm không? Ui, cái này không đếm đâu, phải mấy trăm con không đếm đâu. Phải đi như này bị sướng người trước là mấy lần thì cùng với đô với hai đi câu thì lèo tèo mấy con thua. Làm cái này là nhanh nhất, ăn chắc nhất các bạn. Cái này là đặt có mười mấy pha lần thôi mà các bạn nha, phải bằng này rồi. Cá bống đẹp thật. Ừ, đẹp nhỉ. Con này người ta gọi là cá. Cá bống cái gì? Cá bống lửa ấy, đuôi nó đỏ đỏ. Bống lửa. Toàn chỉ cá này vào thôi. Quá chất lượng. Cái này về tí là còn là mổ cho chắc là còn mỏi cả tay á.
Nghĩ món dần thôi nhỉ. Thôi về thôi nhá. Thôi các bạn, mình cũng xin phép mình kết thúc video luôn ở tại đây luôn các bạn nhá. Di chuyển về nữa nhá. Xin chào và hẹn lại các bạn những tiếp theo nhá. Xin chào. Trải nghiệm hôm nay là thật sự khá là vui các bạn ạ. Mỗi lần đi bắt thành quả được nhiều này thì anh em ai cũng là thích, cũng là hớn hở. Nhiều này lúc nào lần sau là anh em lại tiếp tục lại đi tiếp. Đi thôi, về đàn thôi.